Còn 2 tháng nữa, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông tên là Việt. Nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng anh ta. Có đúng không? Đàn ông luôn coi vợ mình là món ăn chính. Nhưng một khi món ăn chính đã được dọn ra bàn rồi, thì hắn ta lại nghĩ ngay đến món tráng miệng. Thế mới đau chứ. Môi em muốn nói yêu anh, tay em cứ viết tên anh, dựa đầu vào vai anh, thì thầm vào tai anh, ôi chàng lạnh lùng mình đang yêu. Em loay hoay dưới bếp nấu ăn cho mình anh đó, em quan tâm săn sóc cho anh, thêm phần sung sức ba đi tuyệt vời. Men lên quá ta ơi, lại đây ngoan đừng có cãi lời. Chỉ một thoáng môi rồi đã biết yêu anh rồi. Người ơi chàng đẹp trai quá đi thôi. Chỉ vì ánh mắt anh em bay tận trời mây. Mình yêu nhau luôn anh nhé, vì anh luôn luôn em sẽ là người vợ tuyệt vời. Em cũng quay xong cũng khá lâu rồi, cho nên là trong cả một khoảng thời gian là như vậy, mọi thứ đều trong màn bí mật. Không biết là nhà sản xuất dựng phim như thế nào, đạo diễn sẽ làm như thế nào với bộ phim. Thành ra là bây giờ tự nhiên nhớ lại cái cảm giác hồi quay phim, nhớ lại cảm giác lúc đọc kịch bản. Và không biết là với tất cả những gì mà Lan Phương cùng với các bạn diễn thể hiện thì sẽ có kết quả như thế nào ở trên màn ảnh. Nên là rất là hồi hộp. Như bạn đã nhìn thấy gương mặt của mình rất là tươi, đang rất là hào hứng và có một chút hồi hộp nữa. Mất hơn một năm để thực hiện nên được ra mắt ngày hôm nay thì cảm giác rất là hạnh phúc, rất là vui và rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng hy vọng là mọi người xem sẽ cảm thấy rất là thoải mái và có những giây phút thật sự là thú vị. Chàng đẹp trai qua đi thôi, chỉ cần ánh mắt ấy em bay tận trời mây. Vật mai trong này thì phần trang có hùng hơn một tí xíu, rất là hồi hộp. Không biết là cái vai diễn của mình tối ngày hôm nay có được quý vị khán giả yêu mến hay không. Đó là một cái áp lực rất là lớn với phần trang hiện tại bây giờ. Đây có thể nói là cảm xúc đầu tiên, cho nên Mea rất là hạnh phúc và không biết nói gì để có thể diễn tả được cái niềm vui bản thân của mình, và rất là hồi hộp đón chờ xem vai diễn của mình sẽ như thế nào. Vào vai anh thì thầm vào tai anh, ôi chàng lạnh lùng. Như đã có từng có dịp được xem Cô Dâu Đại Chiến 1 rồi và nói thật là rất là ấn tượng và cảm thấy rất là vui trước những cái chi tiết hài hước của phim. Và nghe đồn là Cô Dâu Đại Chiến 2 còn hoành tráng và bùng nổ hơn cả Cô Dâu Đại Chiến 1 nữa, cho nên là ngày hôm nay Du cùng với bạn bè của mình về đến là một trong những người đầu tiên được xem bộ phim, cảm giác này rất là háo hức và hồi hộp. Thực ra cảm xúc của Ngọc khác với mọi người có thể nói là hồ hởi, hào hứng hay là hồi hộp hay là háo hức hay là sao đó, nhưng mà Ngọc thì Ngọc hy vọng rằng đây là một trong số ít những cái phim mà sẽ đạt doanh thu cao trong năm nay, trong một cái năm rất là ảm đạm của phim Việt, thì hy vọng là phim này sẽ có một bước đột phá. Sư có xem cái trailer của Cô Dâu Đại Chiến 2 và sư cảm thấy là wow, cái này là thực sự là có đầu tư hơn rất là nhiều so với phần 1, và sư rất là mong để được xem là họ đại chiến như thế nào, nên hôm nay là mặc đồ như vậy lên thấy có đại chiến không? Dìm hẹn mình hoài, không cho mình gặp trai. Ôi cuộc đời thật là bất công. Cưng ơi em cảm thấy cô đơn, em buồn em không? Chị Lê Khánh thì chắc chắn là sẽ rất là vui rồi. Bởi vì ai cũng biết chị Lê Khánh là một diễn viên rất là giỏi. Nhưng mà Diệp cũng rất là bất ngờ với Maya và Vân Trang. Tại vì Diệp không nghĩ là hai người có thể diễn hài rất là dễ thương như vậy. Chắc chắn là năm nay khán giả sẽ rất là ủng hộ bộ phim Cô Dâu Đại Chiến phần 2. Cảm nhận bây giờ thì chị biết là về rồi sẽ rủ bạn đi coi tiếp. Tại vì phim quá là vui và quá là hấp dẫn lúc nào. Và thực sự là bất ngờ đến phút cuối, mặc dù mình đã được đọc kịch bản, thực sự là bất ngờ. Và một lần nữa phải chúc mừng Victor đã làm một phim thật là tuyệt vời. Hãy đón xem bộ phim và tôi tin rằng bộ phim sẽ không làm các bạn thất vọng. Tôi nói là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thà giết lầm không bỏ sót. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thà giết lầm không bỏ sót. Thà giết lầm không bỏ sót.